Anh không muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc vực không thể sánh bằng quốc vực khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Game đây đi đừng hả? Bây giờ muốn thầy vừa đánh vừa cốt hay là đánh xong mà cốt? Xong em đi mid. Rồi em đi mid. Vừa đánh vừa cốt đi. Vừa đánh vừa cốt đúng không? Rồi đi đường giữa nha. Chơi cái gì? Akali. Akali hả? Là mà thường là xác định có hai kiểu dạng chơi nha. Một á là xác định luyện con đó là bích con đó chơi hoài luôn. Hai là hả lên răng là nhìn nó xong rồi bích tướng nhiều AB quá hầm mình chơi mình cứ chơi đi. Cuộc sống này nếu mình chơi mình muốn thắng thì mình sẽ bích con khác, còn mình muốn luyện tập thì mình chơi con này, thì chỉ vô cái thế khó hơn thôi. Vô cái thế là team mình nhiều AB quá nó lên kháng phép xong rồi hả mình đam vô tụi nó yếu đi, rồi mình phải cố gắng làm nhiều cái hơn thì mình sẽ vô thế khó hơn. Mọi người bấm một like chia sẻ cho thầy đi mọi người. Đánh với con này mới đầu mình canh farm thôi, mình chạy lên mình quy ba con xong mình lui đừng để nó cấu máu nha. Đến level 3 thì mình có gì mình chay được. Level 3 mình chạy mình bấm đúp lên mình chạy lên mình quy nó một cái xong mình canh mình e được là mình chay tới rồi mình lui, hiểu không? Quy ba con sau thì quy ba con đầu á, ba con đầu gần chết mình quy farm đó. Hiểu không? Farm bình thường thôi. Kệ nó, mình nhịn không phải là nhục nha, nhịn là chờ nước đục thả câu. Chờ thôi. Một hồi mình lên 6 là nó áp lực lắm. Chết nè, mày chết nè, mày chuẩn bị mày chết nè, nó cầm thiêu đốt, nó quy đúp cái nó thiêu đốt mày chết nè, có cầm không? Không, không là được. Rồi. Từ từ nè, chuẩn bị nè, đợi hồi nó năng lắm. Ý. Chờ cái e hồi, e vô nó là nó chết nha. Chờ cái e hồi. Xong rồi hồi đủ nội năng, e vô nó. E hai cái xong bấm đúp liền. Xong rồi quy đánh này nọ thiêu đốt là nó chết nha. Hay rồi chưa đủ nội năng, tôi nói đủ nội năng đã, chưa có đủ nội năng gì là lao lên rồi. Thấy tôi tính sát thương chưa? Rồi được rồi nè, chuẩn bị lát lên e nè, lát lên e nè, lát e đó. Ê. Mày lên cái dầu nhớt đây, đẩy đẩy dầu nhớt đây, đẩy 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 nha, lên cái đó nha. Rồi nó hết beo rồi đó, lên level 6, lên chay nó hai nhịp, nhịp đầu lấy nó còn 75% máu, nhịp hai giết nó luôn, ok chưa? Ok nè, chuẩn bị nè, từ từ nó ăn xe nè, ăn xe nè lên ý đó, đúp lên ui. Hay quá, không có chiêu luôn. Rồi được rồi, để lính đẩy ngược về cho nó chết. Cho nó đẩy đi, nó đẩy nó mới chết được. Còn mình đẩy là nó không chết đâu. Kệ, vô. Đúp. Hay. Quýnh nó một cái. Ăn về rồi chết rồi. Ma. Mỗi lần mày ăn con lính mày học gồng cái đích mày hít cái bụng, biết gồng cái đích đâu? Biết tập cái bài đó không? Tập cái bài đó là hãy giúp cho cái cơ chậu mình tốt để ra lâu đó. Mỗi lần mày ăn, mày vừa chơi game mà mày vừa tập cái đó luôn mày tốt cả hai, đúng không? Ai bảo chơi game là không có cái gì lợi ích đâu, lợi ích vãi. Hay. Máu nhiều nó nữa. Còn DNA chuẩn bị nó có rờ nè, đứng về cái góc bên phải, mày đứng về cái góc bên trái chứ, bên trái bên mày á, đúng rồi. Để dụ cho con kia nó bay qua. Ma. Rồi, e. Thiêu đốt luôn. Đi. Chết này luôn. Bắt đầu thật đấy. Chuẩn bị lên level 7 nè, đúp RE. Hiểu không? Chuẩn bị ăn một con đó nè, nó ăn nó nhất định nó sẽ ăn con xe đó đó. Hay quá, hụt luôn. Hay ôi hay quá, hụt hết luôn rồi, sắp chết luôn.
Rồi thôi. Trời ơi em ơi, cái chiêu của em nó ra đúng nhanh luôn á, nó ra nhanh như con người của em vậy á, nhưng mà nó không có chính xác. Mày lên chay kiểu này chắc chắn mày lỗ. Mày chỉ lên chay kiểu vậy khi thật sự là mày mạnh hơn người ta, mày lên chay vậy mày mới lời. Còn khi mà đã yếu hơn người ta mà mày lên chay vậy, lúc nào mày cũng bị nhận xét thương nhiều hơn. Nhận xét thương nhiều hơn là lúc nào cũng sẽ thua máu, mà thua máu sao onin nó được. Bây giờ do là vấn đề mới ban đầu mình fail nó, bây giờ mình sẽ hơi khó. Mình chỉ đứng từ xa mình farm quy thôi, mình thua nó 2 level kìa, mình không có đa chay với nó được đâu. Đợi ông Diana ra mới giết được. Diana ra gần nó thấy chán đời quá hả, nó chui vô kia luôn kìa. Diana ra kìa em ơi, lết. Đấy. Đấy. Mấy nó vẫn còn lát không? Sao mấy ông này thích yêu chơi mấy con yêu cầu kỹ năng cao? Phải chơi như vậy em ơi, mình không có kỹ năng thì mình luyện kỹ năng. Chứ bây giờ mình không có kỹ năng mà mình không luyện mấy con kỹ năng thì làm sao mình có kỹ năng? Giống như mình sợ cái này mà mình không vượt trên nỗi sợ thì lúc nào mình cũng sợ, nhưng mà mình đã vượt trên nỗi sợ thì mình sẽ hết sợ. Cũng giống như là bây giờ mình không có kỹ năng thì mình chơi mấy con kỹ năng thì mình sẽ có kỹ năng. Còn mình không có kỹ năng mà mình chơi không có kỹ năng thì làm sao mình không có kỹ năng được. Mày tham chuẩn cho tao nha. Ứa gan mày đó. Cho thầy. Chuẩn bị nè, giả bộ nè. E. Ui, mấy cái pha này nó chuẩn bị lên nó đặt cầu bên mình đó, mình giả bộ mình e cái là chín dính. Nè. Đó thấy chưa? À. Sao đủ đam, cháy từ từ đã. Cái nào luôn. Rồi đẩy về đi. Rồi về đi. Giả bộ kìa. Ờ đứng góc bên đây. Diana này nó kiểu gì nó smooth răng á, nó biết chơi đó. E. Rồi. Quy đúp. Ai. Trời ơi con kia nó dở, nó rờ cái thôi là được rồi. Rồi yeah, nó mất flash rồi đó. Một quay lính làm ơn đừng có để bị mất con nào. Nếu mà cùng lắm mất một con thôi cũng được. Nhưng mà phải quan trọng cải thiện cho số lính vô. Tại vì cái chuyện giết người là mình không thể nào mình biết chắc là mình giết được hay không. Nhưng cái chuyện mình ăn lính thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Và mình khi mình có lính thì mình có tiền, mình có đồ, mình mạnh mình mới giết nó được chứ. Rồi đi xuống boss kìa, cho thằng kia nó đi, ăn xong quay này đã. Từ từ, lại. Cắm mắt bên kia, rồi đứng ở đây, chờ đi Na ra. Con Sako đã nha. Ê, hay, lướt qua luôn, ừ, quy. Quấn quy. Ý. Oh yeah. Mua giày xuyên nha, mày hay quá các bà đó. Không anh em ơi, lên đây là hả bị tâm lý lắm. Nên thường là xử lý kỹ năng không có mượt đâu, nhưng mà chủ yếu xong cái trận này là hả mình về mình sẽ hả học được, xong rồi mình sẽ đánh răng một mình đó là mình sẽ lên trình được. Mỗi lần mà rừng mình nó ra găng á thì nhớ là đứng cái góc ngược lại, được không? Dạ. Để cho thằng kia nó dụ qua, nó qua kìa, ra mít kìa, chú bơ kìa. Chú đứng ở đây chờ nó, đứng đây. Ờ đúng rồi, đứng đây chờ nó. Đúng rồi. Từ nha. Đó chạy ra đánh nó. Chú. Đó. E lên. Đó. Chú. Hay quá. Con sao, đúng rồi. Chú. Ý. Cái đốt này. À. Ủa, nó sống luôn em ơi. Lên đồng hồ luôn rồi này. Đồng hồ. Lên đam đi. Biết tại sao không? Lên cái ngọn lửa hắc hóa kìa. Biết tại sao không lên đồng hồ không? Biết sao tại vậy? Sao không? Sao? Tại vì có lên cũng biết xài đâu. Nên lên phí lắm. Cứ lên đam luyện kỹ năng đi, chứ đừng có luyện cái kiểu mà né này nọ. Từ răng mà đồng cho đến răng vàng, luyện nghĩ cái cách làm sao mà mình giết người ta, mà đánh người ta, chứ đừng luyện cái kỹ năng né hay là kỹ năng gì mà hả
co vào bản thân á. Khi nào mà đến khi tầm Bạch Kim, Kim Cương nghĩ tới cái chuyện mình outlay ta né người ta. Còn khi mà lên được hả cao thủ thách đấu lúc đó suy nghĩ tới chuyện macro. Carry highlight hả? Hay. Hay. Mượt mượt hơn rồi đó, được rồi đó. Giờ đỡ tâm lý hơn. Đỡ, giờ quen lắm không? Mới đầu em chơi BD cũng vậy, em không quen đâu. Nhưng mà khi từ từ em chơi quen rồi đó, em bớt tâm lý, hiểu không? Là thầy luyện được cái kỹ năng cổng credit đúng không? Đúng rồi, thầy luyện được kỹ năng đó rồi. Không, thầy luyện kỹ năng đó để làm người ta, chứ thầy không để bị làm, hiểu không? Cảm ơn mắt đi. Lấy cái trụ này, đừng có sợ, không có nào lên giết mình được đâu. Lên thì mình giết hai. Lui nè, giả bộ mình đi, nhưng mà thật ra mình đứng ngay bụi một. Cái bụi một kìa. Ừ, đứng ở đó. Quẹo vô. Rồi đứng ở đó, rồi nó thấy rồi, hay quá. Đáng lẽ mày phải giả bộ xong rồi nó lên mày giết nó. Anh nghĩ team nó đang lên. Team nó lên thì giết hai, đánh câu người ra. Chứ bây giờ team mày đã yếu hơn rồi, mày không tạo thế cho team chơi là thua. Tại vì team có mỗi mình mày à. Về nè. Đó, mỗi lần nó chạy lên thì mình về. Kìa, e con đó. E. Hai. Lát lên đánh thường quy chứ. Phải đánh thường vô. Nhớ đánh thường vô nghe. Hồi nãy giờ đánh tàn combo thiếu đánh thường không? Mày thấy không? Bây giờ là mày thấy không? Bây giờ team. Team bây giờ là hả mày. Bây giờ hai thằng lên giết mày thì mày sẽ giết được một thằng. Thì team ở dưới 4-3. Mà team ở dưới 4-3 mà còn thua nữa là do nghiệp. Chứ bây giờ cái cách chơi này đã đúng rồi. Cái cách giải quyết vấn đề giờ nó đúng rồi. Kìa. Ê, nó dính rồi đó. Ê, số E, quên, Quy, R. Ừ, mày hả, khùng không mày? Đây nè. Nó quy lên nè. Đó, tôi biết ngay mà. Đó, 1000 vàng, tôi biết nó quy lên. Mình mà bây giờ mình kiểu như mình ráng chút xíu nữa nha, ráng chút xíu nữa là mình sẽ gánh được nha, ráng lên nha. Đi trong rừng á, đi trong rừng bên nhà nó. Thế nào cũng ê, thằng này chú bơ nè, hai mắm tôm chuẩn bị số 2, số 3 ra nè. Lùi nhẹ nè, giả bộ nè. Rồi. Từ đứng đây đi. Đi, đúp về. Quýnh thường. Rồi được. Ừ. Máu vậy. Hay. Được em ơi. Xong Lucian chết rồi. Hay. Đứng trong rừng nha. Đứng trong rừng tạc cánh đánh đầu ra nha. Xài cái đúp từ từ nha. Đừng xài khùng xài điên. Rồi đứng ở đây. Nhìn. Nhìn nó ra kia ngay. Chơi! Ra! Đúp! Từ nha, nó quy đúp cái mình chết á. Chạy luôn. À, rồi nó lắc rồi chịu. Ê, biến về quýnh lộn boss em ơi. Hay. Đây là lúc em cần là chính em rồi đó. Đây là lúc mà hả em cần phải gánh tim rồi đó. Kìa Morocaser nó bắt đường nào kìa. Chạy xuống. Chạy thẳng ra. Bạch. Rồi đâu rồi. Ê. Mà. Không sao, lui về đi. Được rồi, nhà mình thành cái sân bay thôi chứ không có gì á. Đánh Akali gặp ngay con cho gát nó đớp nhiều cái chết luôn. Chú xe bấm sát thương nha, bấm sát thương coi mình nhiêu. Trời ơi, cái cặp boss thằng rừng nhìn KDA nè. Em táp lên, em thấy thằng rừng KDA 29 không? Thấy không?
nhưng nó mà em ấy này. Ờ nhưng mà em có thấy là hả cái sự giúp đỡ của nó cho em nhiều không, nên là cái KDA nó cũng không phải là cái vấn đề gì nó giải quyết quá nhiều. Quan trọng là cái cách nó chơi. Nó chơi hồi nãy giờ nó chơi quá đẹp với em, nó sống quá đẹp với em luôn. Chỉ có em sống tệ với nó thôi, nó ra găng cho em là lúc nào nó cũng chết. Rồi nãy giờ nhớ học được bài học gì không? Học được nãy em nói đây. Nè, một nè, một là tập mới vô cái mấy cái kèo này á, thường con Agali sẽ rất là yếu nên là cứ đứng đằng sau thôi, chờ xong ba con lính đậu gần chết mình chạy lên mình quyên cái mình lui về. Mình hiểu không? Dạ thầy. 24 cao đam được này. Ừ, mình quy về cái xong mình đứng mình lui. Cái thứ hai là khi mà rừng ra găng á, mình đứng cái mé mà đối diện của rừng để cho thằng kia nó đi cái hướng ngược lại cho nó gần thằng rừng mình dễ tiếp cận, hiểu không? Ok thầy. Ừ, rồi á, thứ ba là nhớ nè, khi mình răng từ đồng cho đến vàng á, mình hãy suy nghĩ làm sao trước khi vô game hay là trong lúc trong game vậy, mình suy nghĩ cái cách mà mình giết người ta. Chứ mình đừng có nghĩ cái cách mà mình mua trang bị phòng thủ, hiểu không? Mình chỉ nghĩ cái chuyện làm sao người mình giết được người ta thôi. Hình dung được chưa? Sau đó lên từ răng bạch kim đến kim cương này nọ, hãy nghĩ tới cái chuyện mà outplay người ta, nghĩ tới cái chuyện mà mình làm cái gì để outplay người ta. Và khi mà lên từ từ cao thủ trở lên á, thì hãy học cái chuyện macro. Đó là cái giáo án mà học từ cái cách mà từ không biết gì cho đến khi biết cái gì, nó dễ và nó nhanh. Tiếp theo này là nhớ một cái nữa là khi mà tới mốt á, sẽ học thêm cái chuyện mà đi lẻ, tại vì thường chơi mà chơi mid á, thì thường sẽ học mấy cái đi lẻ tạ cánh này nọ làm sao, rồi nên đi lúc nào lúc kia, thì lúc đó có gì học sao nghe. Ok, tối em lại con này thôi. Ok, bye em nha. Ok, bye thầy. Ok.